bạn A-Titan các bạn, và một bạn Basic Vampire mới để nâng cấp lên 1 sao. Ok ha. Hello, hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Và lại là mình đây, mình Mo Gaming. Ok, hôm nay chắc mình không đăng video để các bạn, cho nên là cái video này mình sẽ quay vào ban đêm ha. Và sáng ngày mai thì mình sẽ up nha. Rồi, ok, chúng ta lại tiếp tục series về thành phố rồng ha. Rồi, ở video lần trước thì mình có review về cái event này ha, cái Oceanary này các bạn. Và mình hiện giờ đang đi tới đây rồi các bạn. Còn 500 này, tầm khoảng 2.000 ha, khoảng 2.000 hơn đó các bạn. 2.000 hơn thì mình sẽ ui được 500 rồi này. Thì còn 3 bước nữa các bạn, 3 bước nữa và còn 1 ngày 20 giờ này. Tối nay thì mình sẽ làm xong và chắc sẽ nhận được luôn ấy. Tầm 1.500 hả? Chắc sẽ ráng ha, ráng xem cái Dragon TV này và làm các nhiệm vụ ha. Thì khoảng gần 2 ngày nữa thì chắc xong ha. Rồi, mình đã try được các bạn. Mình rất vui luôn khi mà được các bạn Võ Thiện Nhân ha, một thành viên trong dinh Môi Môi luôn chơi cho mình. Và mình sẽ có được một bạn rồng, wow, New Titan các bạn. Một bạn A-Titan ha. A-Titan Dragon. Và chắc chắn là mình sẽ có được bạn A-Titan này luôn. Đó, mình chơi được 100 mảnh rồi ha. Wow, New Titan mới này. Và mình có mình cũng chơi luôn các bạn, mình chơi được headset vampire này. Như vậy thì mình sẽ có được một bạn headset vampire 1 sao ha. Đâu, empower này các bạn. Đây. Ok, bây giờ đang event này. Đang event cho sử dụng ốp ha. Ố, hình như vampire là empower chứ. Empower là sử dụng được cái ốp đúng không? Cái choker ốp này các bạn. Em là sử dụng choker ốp để rank up ha. Để em bồi các bạn headset này lên 1 sao đó các bạn. Ok, và tổng kết lại thì mình trong cái đợt try này thì mình có một bạn A-Titan các bạn và một bạn headset vampire mới để nâng cấp lên 1 sao. Ok ha. Mình sử dụng bạn này các bạn. Mình sử dụng bạn Malik này, 100 tầm 120 ha, 120 Malik để mình đổi hai bạn này. Rồi mình còn 100 cái ốp của bạn Redemption Malik này ha, bạn rồng hồi sinh này các bạn. Thì mình bạn nào mà có sao ta? Có Blood God ha. Blood God hay là Blood God hay là rồng Brightful gì đó. Titan gì đó, Titan Brightful ha. Đúng không? Titan Brightful hay là gì đúng không? Thì có thể try với mình nha. Ok. Một bạn Titan mà đang hot ha. Mình thấy các bạn hãy sử dụng nhiều này. Là bạn Pua ha. Ok. Pua Titan ha. Nếu bạn nào có Pua Titan thì có thể chơi với mình, đổi với mình đi. Đổi với mình để mình review nha. Ok, hy vọng mà nhận được sự ủng hộ của các bạn này. Hay Pua Titan này. Primal hả? Còn bạn rồng Prey gì đấy mình quên nào ta? Predator là vampire ha. Rồi bạn nào có là bạn vampire này luôn. Predator vampire nào thì cũng cháy mình luôn ha. Rồi có gì các bạn bình luận ở dưới nha. Mình cảm ơn rất là nhiều. Rồi hôm nay mình sẽ review đây, chắc nhặt luôn bao rồng này mới luôn các bạn. Music này. Có nhà ở đây, có nhà đây ha. Đây music, ok. Rồi mình sẽ tập được một bạn rồng music ha, 148 này các bạn. Cây âm nhạc ha. Âm nhạc đó. bạn này là rare ha. Cái chiêu này này, electric shock này là mạnh nhất này các bạn. Level 15. Ok, mình sẽ nâng lên level 15 nào. Xem cái effect này. Hashi. Hashi vác là trên cái tóc ha. Cái đầu này, cái tóc này ra cái những cái nốt nhạc các bạn.
thì lần 4 này. Ồ, là dùng cái tóc đơn. Điều nghĩa chưa? Ấn đầu thì chứ. Rồi chúng ta sẽ lên cái độ đó, cái độ 7 các bạn. Nhiều hướng các bạn ha. Bắn cái này nè. Sử dụng cái này để đờn nhạc bắn ra. Bắn từ cái đuôi ra. Bắn cái đuôi ra xong rồi lấy cái đầu hắt ngược lại. Đó. Cái lóng nhạc nó quay lại các bạn. Là kiểu boomerang ha. Boomerang nè, nó bay ra xong nó tông quay ngược lại và đập vào cái đầu bạn này. Rồi mình đang lên cấp độ 10 thôi này. Ok, các bạn rồng nhỏ này chắc mình đang lên cấp độ 10 thôi các bạn. Tiếp tục nè. Một bạn rồng mới ha. Rainwater các bạn. Very rare ha. Very rare ha. Rồi mình đặt vào đây luôn. Yes. Thứ 939 các bạn. Ok, yes. Rainwater. Là mưa nước hả? Nước mưa. Nước mưa các bạn. Không, nước mưa các bạn. Hèm mèm nước mưa ha. Nước mưa này, ok. Young skin, older skin. Ở đây cái chiêu này, bạn này còn yếu hơn cái bạn Rail nãy luôn. Chỉ có một chiêu nguyên sinh này. Rồng sơ khai ha. Nguyên tố sơ khai 1000 đam các bạn. Rồi, defense này mình xem rồi ha. Để mình tăng lên cấp độ 4 nè. Ok, 4 ha. Đó, hơi gù lưng nè. Và có một bạn bếp bên cạnh. Bạn này kiểu như là một bạn cá mà hay bám dưới cá mập các bạn. Bám ở trên lưng cá mập ấy. Đó. Ok, lên cấp độ 10 nha. Thiên hóa này. Các cái effect giống nhau này. Cấp độ 10 này. Đó, ok ha. Rồi vé ra là mình cho thôi 15 luôn đi. Theo ra chắc mình cho lên 15 đi để unlock các skin, các skill luôn. Ôi, hơi lag các bạn ơi. Rồi, ok, 15 nha. Tiếp tục nè. Một bạn come on các bạn. I wanna. Yes. Mà là thứ 803 các bạn. Kiểu như thợ lặn ha, đồ thợ lặn đúng không các bạn? Người nhái ha, kiểu như người nhái ha, thợ lặn ấy. Cái em ha. Thở lặng đi. Rồng thở lặng. Dù bạn này là cũng kiểu giống như bạn rồng mà vé đeo nãy các bạn, bạn nước mưa ha. Rồi mình nâng lên cấp độ 4 nào. Hơi lát này. Đây là kiểu như rồng sao ta? Quái vật hồ Loch Ness ha. Đó, về giống y chưa? Giống quái vật hồ Loch Ness luôn. Nhưng mà phiên bản mang đồ lặn. Ok, chúng ta sẽ lên cấp độ 7 nào. Đó, to hơn chưa? Nhìn vui ha. Ok, mình sẽ lên cấp độ 10 nào. Come on thôi, cấp độ 10 thôi nha. Chúng ta sẽ vào quét đến thử ha. Cái vào quét cái combat này 15 này. Ok, đánh luôn nha. Ủa, có một bạn là legendary nha các bạn. Để xem cái quét bên này xem thử là yếu không. Đúng rồi, 11 này. Rồi mình cho các bạn vào đây review luôn này. Một bạn common đó là bạn đâu rồi. Đây. A one note. Đúng không? Vé rare này các bạn. Là một bạn nước mưa đúng không? Rồi. Còn bạn còn lại là sao ta? Còn lại là nãy là rare. Ok. Như vậy là đủ luôn common, rare và very rare. Đó. Mình vừa sưu tập rồng nha các bạn. Chứ bây giờ rồng mạnh cực kỳ nhiều luôn cho nên là hơi chán ấy. Ok, chúng ta cùng chiến đấu trong cái quest ha. Nhiệm vụ này. Chưa gì là bằng một phát là đi 2000 máu rồi.
Rồi xong đi luôn. Ok, still hit. Yes. À, bạn này cũng level 11 các bạn. Hepu. Oh, 1600 đan. Đánh lại rồng nhỏ vui lắm các bạn. Ok, chiều Primatine này. Bạn này là ngầu ha. Nhìn là biết mạnh rồi này. Ủa? Tôi mà chết rồi chứ. Còn 70 các bạn. Flooding. 3100 đam. Wow. Bạn rồng này là Charlie đúng không? Ok, bạn sử dụng đi. Rồi, Stunning Hit đi. Đó, ngon. Level 13 ha. Primacy. Đó, sức đào. Ok, victory dành cho team của Mùi Mòi ha. Rồi, như vậy là mình xin kết thúc video mới tại đây ha. Rồi, nếu các bạn thấy thích video của mình thì xin cho mình một like, một đăng ký cũng như là một chia sẻ. Hiện giờ thì đăng ký của mình đã sắp 600 sub rồi các bạn. Wow, tuyệt vời luôn. Rồi, mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn tất cả các bạn ở các video mới nha. Rồi, bye bye và see you next video. Yeah. Bye. Yes.